Sang tháng 11 âm lịch, ba con giáp này sung sướng đổi đời, chung số độc đắc, tiền nhét chật két, muốn nghèo cũng khó. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tử vi học có nói, không ai có thể hiên ngang chạm đến thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là bạn có biết đứng lên sau vấp ngã và thất bại đó hay không? Trời sinh mỗi người một số mệnh, có người sinh ra sung sướng, đủ đầy nhưng không biết trân trọng, rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại, cũng có những người sinh ra cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng bù lại được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực, cố gắng, không ngừng nghỉ, thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời sẽ trở mình thoát khỏi kiếp nghèo đói. Từ đó, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc hơn người. Xem tử vi cho thấy, sách trời định sẵn, ba con giáp này sau những kiên trì vượt qua thử thách trước mắt sẽ có được cơ hội đổi đời, giàu sang, cuộc sống về sau, sung sướng, an nhàn, tiền của nhiều như núi, tiêu ba đời không hết. Trong tháng 11 âm lịch tới và thời điểm này chính là cơ hội vàng dành cho họ. Từ sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dồi dào cho đến tình duyên cũng được hoan hỷ. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Xin chúc mừng tuổi Tỵ khi bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình có phần khởi sắc. Nhờ các tinh chiếu mệnh khiến cho công việc của bản mệnh hanh thông và phát triển. Vận may, tiền bạc cũng ùn ùn kéo đến. Thứ nhất, về sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch của người tuổi Tỵ có nói rằng những khó khăn trước mắt không phải là vấn đề đáng ngại với những người nhiều kinh nghiệm. Họ sẽ xử lý mọi việc một cách nhanh chóng. Với những người trẻ thì đây cũng là cơ hội cho họ trưởng thành. Vì thế, đừng lo lắng quá nhiều. Nhờ thiên ấn nâng đỡ nên cuối cùng công việc của bản mệnh cũng sẽ hanh thông, thuận lợi. Nguyệt lệnh lâm quan xuất hiện cho thấy những ai đang ở giai đoạn 30-40 tuổi sẽ có cơ hội phát triển rực rỡ sau thời gian 5-10 năm nỗ lực không ngừng, chăm chỉ một cách thông minh hơn sau mỗi lần vấp ngã. Đường quan lộc mở ra trước mắt đầy hứa hẹn. Tứ lục bay về phương Tây Nam cho thấy có nguy cơ tai tiếng bủa vây, họa vào miệng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Một số người muốn trở thành trung tâm thông qua những sự kích động mà họ mang lại trong nhóm. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải thận trọng với những lời khiêu khích của họ, chưa chắc đã là tích cực nếu bạn hưởng ứng họ. Thay vì nghe theo lời của ai đó một cách giám sát và không suy nghĩ, băn khoăn gì, thì lúc này bản mệnh nên hiểu rõ một điều rằng mỗi người nên có một quan điểm, chính kiến riêng. Ngoài ra, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về tài lộc. Tử vi tháng 11 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, người tuổi Tỵ trong thời gian này luôn muốn tập trung để cải thiện tình hình tài chính. Và khi bạn càng tìm hiểu, càng phải tò mò hơn về cách người khác làm giàu. Bạn rất muốn học theo cách tư duy khác lạ của họ so với những người thông thường và chính điều đó đã khiến họ trở thành những người thành công. Trong thời gian này, khi cũng đã tích lũy được một khoản kha khá, thì bạn càng nung nấu, mong muốn đầu tư. Không chỉ học hỏi mà chính bạn cũng muốn thực hành và hứa hẹn. Nhờ có sao tử vi trợ lực nên bạn sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng, cá kiếm, thú vị, vừa táo bạo nhằm áp dụng lý thuyết và thực tế, cải thiện túi tiền của mình. Song bạn vẫn nên xác thực độ khả thi trước khi tiến hành hiện thực hóa chúng. Hơn nữa,
việc mới bước vào lĩnh vực đầu tư không tránh khỏi việc thất bại, mất tiền. Hãy xem đó là kinh nghiệm đáng quý cho những lần sau. Như vậy, để cải thiện tình hình tài chính, việc làm ăn và kinh doanh, thì người tuổi Tỵ hãy sử dụng pháp khí phong thủy phòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí ở phòng sẽ giúp bản mệnh đã thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó mang lại may mắn, cát khí, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ và tương trợ phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, đầu tư và kinh doanh. Quý vị thân mến, tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp âm lịch còn cho thấy vận trình của tuổi Mùi và tuổi Tuất trong tháng Mậu Tý khá hanh thông và sáng sủa hơn những tháng trước rất nhiều. Trong khi một số con giáp khác đang phải chật vật, nỗ lực thì viễn cảnh trước mắt của những người tuổi Mùi và tuổi Tuất rõ ràng là thuận lợi hơn rất nhiều. Tuổi Mùi. Thứ nhất, về sự nghiệp. Tử vi tháng nhận thấy người tuổi Mùi bước sang tháng 11 năm 2020 âm lịch với rất nhiều tin mừng trên đường công danh, sự nghiệp. Các thói quen thường ngày của người tuổi Mùi cũng sẽ cải thiện theo chiều hướng hiệu quả hơn. Công việc có thể trở nên bận rộn, đòi hỏi bạn phải luôn dành ra một khoảng thời gian trống để phòng các tình huống bất ngờ xảy ra. Có thể thấy được trong tháng, bạn đang khao khát nhận được sự kỳ vọng của mọi người bởi vì bản chất muốn thể hiện bản thân là người có năng lực nhưng lại sẽ bị kiếp tài ngăn lại. Hơn nữa, bạn còn mắc chứng nhạy cảm và có nỗi sợ cực độ với những đánh giá tiêu cực từ người khác. Chính vì vậy, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt hơn, tránh để bản thân rơi vào tình trạng quá độ mà ảnh hưởng đến quá trình phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, thu hút tài lộc, may mắn và bình an cho bản mệnh. Thứ hai, về tài lộc. Tử vi tuổi Mùi tháng 11 năm 2020 âm lịch cho thấy tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Mùi khá ổn định, việc thu, chi khá cân đối nên bạn không cần phải lo lắng nhiều. Tháng 11 năm 2020 cũng là lúc Nhất Bạch bay về phương Đông Bắc, cho thấy lúc này là cơ hội phát tài, có lợi cho điền sản, sự cơ nghiệp. Nếu bạn chỉ mới đang tìm hiểu về đầu tư thì cũng đừng vội vàng nghỉ việc. Hãy duy trì công việc của mình để đảm bảo thu nhập, nuôi sống mình mỗi tháng. Bên cạnh đó, bạn dành thời gian rỗi của mình để tích lũy kiến thức. Điều này rất quan trọng vì bạn không thể cố làm giàu nhanh với chút thông tin mà bạn đọc mãi không hiểu. Những ai nghỉ việc sớm sẽ có nguy cơ không có tiền đảm bảo cuộc sống cơ bản, không có kế hoạch cụ thể khiến bạn rơi vào từ tình huống khó khăn này sang tình huống khó khăn khác. Để kích hoạt tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó có thể xua đuổi được những hung tinh, chiếu cát lành và cát khí quý nhân trong quá trình phát triển sự nghiệp, đầu tư và kinh doanh. 2. Tuổi Tuất. Thứ nhất, về sự nghiệp. Tiếp nối từ phi tháng 10 năm 2020, tuổi Tuất âm lịch bước sang tháng mới với ảnh hưởng của sao Dịch Mã chủ về dịch chuyển. Dự báo thời gian này bạn tốn khá nhiều công sức cho việc di chuyển nhiều. Việc đi sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức hay ho, vì thế đừng từ chối nếu được nhận nhiệm vụ phải đi công tác. Nhìn chung, đây là lúc bạn phải vất vả hơn nhiều, nhưng hãy tìm cho mình niềm vui trong từng điều mà mình đang làm. Bên cạnh đó, đây cũng là dấu hiệu tốt cho những ai muốn thay đổi công việc, muốn tìm kiếm cho mình cơ hội mới. Hiện tại, vì công ty chậm đổi mới trong khi lĩnh vực này thay đổi và chuyển biến không ngừng. Trong trường hợp này, bạn nên thay đổi quan điểm bản thân, cố gắng suy nghĩ tích cực và tìm cách đối phó với tình huống hiện tại. Với lối suy nghĩ độc đáo và phá cách, bạn hoàn toàn đủ sức đề xuất hướng đổi mới với cấp trên của mình. Tuy nhiên, không phải khi nào công sức của bạn cũng được ghi nhận, thậm chí là chỉ có một lỗi nhỏ thôi, người ta cũng đổ hoàn toàn lỗi do bạn. Ảnh hưởng của Tỷ Kiên khiến bạn có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, muốn khép mình lại để tránh bị tổn thương. Thỉnh thoảng, bạn nên sống cho chính mình nhiều hơn. Nếu thấy thực sự không có tương lai, để duy trì tinh thần làm việc hăng say, hãy can đảm từ bỏ những điều khiến bạn căng thẳng,
và chủ động tìm kiếm môi trường làm việc thân thiện hơn. Thứ hai, về tài lộc. Theo tử vi tháng 11 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, có thể mọi kế hoạch của con giáp tuổi Tuất bị phá vỡ bởi một sự cố khó lường. Có thể tiền bạc vất vả làm ra lại phải tiêu dùng vào việc sai mục đích. Ngũ hoàng bay về phương Đông khuyên những ai đang đầu tư, kinh doanh đừng tham bát, bỏ mâm. Chớ nên vì tiền tài mà gặp họa, sẽ khuynh gia bại sản mà vẫn bị hiểm nguy. Cơ hội đầu tư luôn có, chỉ là bạn có đủ năng lực để nhận ra và kiếm tiền từ đó hay không mà thôi. Nếu bạn không đủ năng lực thì bạn chỉ là con mồi trong trò chơi tiền bạc. Bản mệnh nếu còn cho rằng lỗi tại hoàn cảnh, thời thế hay vì nhà nước có chính sách không tốt, càng cho thấy bạn đang có xu hướng đổ lỗi, không biết nhận trách nhiệm về bản thân mình. Để có thể giàu có, bạn phải thay đổi tư duy đi, vì cách suy nghĩ như vậy được xem là tư duy của người nghèo sẽ chẳng bao giờ làm bạn gia tăng được thu nhập, tài sản của mình với cách tư duy cũ. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, từ đó giúp cho công việc được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.